Chồng, tại sao ngày hôm nay anh với anh Nam, anh Nghĩa lại đăng cùng một cốc nước lọc ở trên trang cá nhân là như nào? Cái này chỉ có bọn anh hiểu với nhau thôi. Anh lại giấu em chuyện gì đúng không? Không. Để xem nào. Cốc nước lọc, rau sạch. Tôi chết rồi. Có khi nào chồng mình có bồ không nhỉ? Anh Khánh, anh đăng những cái hình ảnh này là ám hiệu anh và các bạn của anh đang có bồ đúng không? Anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Lại thế rồi. Em chỉ suy diễn linh tinh. Không có. Em chỉ suy diễn linh tinh thôi nha. Anh đăng nước lọc đúng không? Ừ. Nước lọc là tinh khiết, mà nước thì không thể thiếu cho cây. Mà cây thì liên quan đến rau. Ôi, thôi đúng rồi. Anh có bồ đúng không? Anh với các bạn của anh giấu em chuyện gì đúng không? Em lại đến cái giờ hình sự rồi đấy. Phân tích vớ vẩn. Rau cỏ gì đấy? Không có. Nếu mà không có thì tại sao anh không giải thích rõ cho em hiểu? Cứ úp úp mở mở làm sao mà em biết được? Thôi được rồi. Chả là thế này. Hôm nay sau khi mà anh và các bạn của anh thưởng thức cái bữa cơm mà vợ anh trổ tài nấu nướng, thì ăn xong một cái thì tất cả mọi người đều cảm thấy khát nước. Đấy, nó là như thế đấy. Hiểu rồi đúng không? Chưa, em vẫn chưa hiểu. Ui giời, sao mọi hôm em thông minh lắm cơ mà. Em hay điều tra phân tích lắm cơ mà. Sao hôm nay tối dạ thế? Thôi được rồi, để anh nói sổ toẹt ra. Tức là như này, bữa cơm của em hôm nay nấu các món ăn nó mặn quá, mặn chát đi được. Thế là mọi người ăn xong mọi người khát nước. Khát nước thì phải uống thật nhiều nước. Đấy, bọn anh mới lại đăng cốc nước lọc lên trên mạng để trêu nhau cho nó vui, chứ không có ý gì cả. Em nấu mặn đó. Sao em lại không biết là em nấu mặn nhỉ? Thì em nấu xong, có bao giờ em nếm lại đâu mà em biết được. Nhưng mà không sao. Để cảm ơn cái tấm lòng của vợ yêu, bọn anh đã ăn hết rồi còn đâu, đúng không? Nhưng mà trong tất cả những cái món em nấu ấy thì không có món nào ngon à? Có, sao không có. Bạn anh đều khen. Phải công nhận em có năng khiếu đun nước sôi. Em đun nước vừa chín tới, không khét, không cháy, cũng không sống, không gì cả. Rất ngon, uống vào thoải mái. Nhưng mà đáng lẽ ra nhá, anh với các bạn của anh phải cảm ơn em mới đúng. Các anh thì lười uống nước, cho nên là da lúc nào cũng sạm. Mà có khi á, liên quan đến cái bệnh sỏi thận cũng nên đấy. Em nấu mặn như thế, các anh uống nhiều nước vào, lại tốt cho sức khỏe, mà lại còn đẹp da nữa. Anh thấy hợp lý không? Em chỉ là cái vụng trèo khéo trống thôi. Mà này, mẹ đi chơi tuần sau mới về à? Thế mẹ bảo là tuần sau mẹ mới về. Em thì em đang trông mẹ về lắm đây này. Chứ ở nhà nấu nướng, anh cũng chê ỏng chê eo, chả biết được nào mà lần. Thôi thế này, bây giờ anh lại thấy đói đói rồi, và úp cho anh bát mì. Anh tin là riêng mì thì vợ anh nấu, không cần phải chỉnh. Lại còn thảo mai nữa. Thảo mai đâu, nó thật đấy. Thôi được rồi, em đi nấu mì cho ăn được chưa? Sau khi canh chín thì cháu sẽ cho là tía tô, hành lá, mì chính và lá lốt vào đúng không cô? Nhưng mà nhà cháu không ăn mì chính thì cháu có thể thay thế bằng hạt nêm có được không ạ? Được, không có mì chính thì ăn bột nêm có sao đâu. Nhưng mà cháu bỏ hành lá trước hay là cho tía tô vào trước hả cô? Cả ba thứ rau, hành lá, tía tô với rau mùi thì cháu cứ thái nhỏ ra trộn lẫn và cho cùng vào một lúc. Nhưng mà nhớ ấy, là khi cho rau thơm vào nhá, là phải bắt tắt bếp và bắc nồi ra khỏi bếp luôn. Rồi là mở vung ra, không được đậy kín đâu. Đậy kín thì là nó nồng lắm, không ăn được đâu. mở vung không được đậy kín. À, cháu lưu vào hết rồi. Nếu mà cái món canh chuối đậu của cháu thành công ấy, mẹ cháu ăn mà khen ngon thì cháu sẽ sang hậu tạ cô. Mà này, mẹ cháu ấy vẫn luôn tự hào về tài nấu ăn ngon của mình cơ mà. Chẳng lẽ cháu không học hỏi được cái gì à? Thật ra thì công việc của cháu cũng bận, cho nên là cái việc nấu nướng cháu cũng ít nấu lắm cô ạ. Mà mẹ cháu lại đảm đang, công việc bếp núc mẹ cháu quán xuyến hết. Thế cho nên bây giờ cháu mới học dần đấy. Lúc nào rảnh ấy chịu khó mà học hỏi nấu nướng vào, chăm hay không bằng tay quen. Vụng trước nhưng mà giỏi sau, trước sau gì cũng nấu ăn ngon thôi mà. Thực ra thì mấy hôm nay mẹ cháu đi vắng mấy ngày, nấu ăn thì anh Thành cứ chê, cho nên cháu mới phải sang đây để học cấp tốc của cô đấy ạ. Thực ra ấy, cô chả khéo lắm đâu. Nhưng mà này, cô có một cái chuyện này ấy, nhưng cô kể cho cháu nhưng mà tuyệt đối không được cho mẹ chồng cháu biết đâu đấy nhá. Mẹ chồng cháu mà biết thì là bá giận cô luôn đấy. Có chuyện gì đấy hả cô? Cô yên tâm đi, cháu giữ kín, cháu không nói đâu. Này, cái hồi còn con gái, mẹ chồng cháu nổi tiếng là vụng thối vụng nát nhất cả cái vùng này này. Không biết làm cái gì hết nhá, vo gạo không biết này, thậm chí nấu nồi cám ấy thì cháy cả nồi cám. Nhớ nhất là cái lần mà mẹ cháu mới về ra mắt nhà chồng ấy, buổi đầu tiên á cũng nấu cái món chuối ốc đậu này này. Lẽ ra người ta phải cho lá lốt vào cho nó thơm. Đằng này bà ra vườn á, chắc là không phân biệt được đâu là lá lốt, đâu là lá trầu không. Hái 5 lá trầu không to bự này, về cho vào nồi canh. Ôi dồi ôi, cay nồng lên cả nhà không ăn nổi, phải đổ hết đi đấy. Có chuyện đấy thật hả cô? Ừ. Thế mà mẹ cháu giấu kỹ thế, đến bây giờ cháu mới biết. Thế mà cô, sao cô lại biết kỹ thế ạ? Này, thì mày quên mất cô là trung tâm nhận và phát thông tin ra khắp cả cái làng này à? Thôi, nhưng mà ý cô nói thì nói thế thôi, chứ mẹ chồng cháu ấy trước đi vụng như thế đấy, nhưng mà sau này á, cũng có tài nấu ăn rất là ngon, nổi tiếng cả cái vùng này luôn. Cho nên là ấy, cháu không phải tự ti, không phải xấu hổ gì cả, cứ chịu khó học hỏi vào rồi sẽ thành khéo hết thôi. Vâng ạ, cháu biết rồi. Con chào mẹ, chị Phương. À, cô Huyền, may quá có cô ở đây. Chị đang sang đây để tranh thủ học hỏi cách nấu nướng. À, hôm trước chị có ăn được cái món cá kho mà cô nấu ấy, hay là bây giờ cô chỉ luôn cho chị để tối về chị nấu cho mẹ chồng chị ăn, được không? Tưởng chuyện gì, chuyện đấy thì chuyện nhỏ. Đi vào trong nhà, em chỉ cho. Ừ. Vợ ơi! Vợ! Em đây! Anh bảo này! Có chuyện gì đấy anh? Sao anh ngửi thấy một cái mùi gì nó thơm thế nhỉ? Không biết là vợ đang nấu ăn à? Hay là mùi từ nhà hàng xóm bay sang nhỉ? Ừ, thì ngày hôm nay cô vợ đảm đang của anh tự tay nấu ăn đấy. Anh ngửi đến mùi thơm đúng không? Ừ. Menu hôm nay gồm có cá kho giềng, canh ốc chuối đậu. Ôi, hấp dẫn không? Nó là quá tuyệt vời. Vợ ơi, từ khi mà mẹ đi vắng nhá, vợ nấu cơm toàn nấu những món luộc. Hôm nay ngửi thấy những cái mùi thế này, ôi anh tính cả người lên. Cô vợ hậu đậu vụng về của anh bây giờ đã khác rồi. Sau một khoảng thời gian em chăm chỉ cần cù, mang sách vở sang nhà cô Huyền học hỏi, và kèm theo là 7749 lần học hỏi những cái cách nấu ăn ở trên mạng, thì ngày hôm nay chính thức vợ của anh nấu ăn không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp. Anh thấy tự ti đâu? Quá hay luôn. Đấy, em có biết không, con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu là phải đi qua cái dạ dày. Vợ anh đúng là nam mổ ăn. Em cứ nấu nướng, nó gọi là master chef thế này á, anh không bao giờ là muốn đi ăn nhà hàng luôn. Ta làm một cái là muốn về ăn cơm với vợ liền. Anh hứa rồi đấy nhá. Anh hứa. Lát nữa mẹ về, mẹ mà ăn những món em nấu ấy, chắc chắn mẹ sẽ phải xúc động, vì không nghĩ là em có thể nấu ăn tuyệt vời nhức nách như thế. Chắc chắn rồi.